Ngày 29 tháng 1 năm 2021 vừa qua, công ty cổ phần Hạo Phương đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các đối tác, nhà cung cấp, ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của công ty. Công ty cổ phần Hạo Phương được thành lập từ năm 2005. Xuất phát điểm chỉ là một cửa hàng cung cấp thiết bị điện, cung cấp cho khu công nghiệp Sóng Thần tại Bình Dương. Hiện nay Hạo Phương đã trở thành nhà phân phối chính của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Edith, Fuji Electric, Taiwan Meters, Togi, Sekuto, Takigen, Binmaster, Innovance, Dafos, Kansai tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hạo Phương còn là đơn vị tiên phong trên lĩnh vực tích hợp hệ thống công nghiệp và xây dựng với những giải pháp tiên tiến của nền công nghiệp 4.0. Hiện tại Hạo Phương đang có hơn 43 đại lý trải dài từ Nam ra Bắc, Phnom Penh, Campuchia, Bangkok, Thái Lan. Trong những năm gần đây, mỗi năm Hạo Phương đạt mức tăng trưởng từ 20 đến 50%, riêng năm 2019 là 146%. Năm 2020, công ty đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng. Buổi lễ còn là dịp để ban lãnh đạo công ty cổ phần Hạo Phương gửi lời tri ân tới đội ngũ nhân viên gắn bó, đối tác và khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong suốt 15 năm qua. Với mục tiêu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng trong vòng 5 đến 7 năm tới, Hạo Phương đã chú trọng đầu tư vào yếu tố con người và định hướng phát triển theo hướng công nghệ 4.0, theo kịp với xu thế chung của thế giới.